Chào Quang Anh, tôi là Phong, phụ trách hồ sơ này. Dạ, chào anh. Mời cô ngồi. Đã nói anh là đi sớm thì không có chịu, đi lỡ cỡ chạy chơi được nhiêu đâu. Chơi thôi mà, có gì đâu gấp gáp vậy em. Ồ, anh nói y chang như chị của em vậy á, không biết hưởng thụ gì hết. Ê, mà giờ anh muốn đi đâu nè? Đi đâu cũng được, tùy em. Nè, em thấy thú vui của anh đơn giản ghê đó. Ủa, thích ngồi mấy chỗ này lắm hả? Anh thích cái nhà thờ này Anh đạo gì? Anh có nè. Phải, ý anh nói là anh thích cái kiến trúc của nó đó. sở thích lạ ghê á. Nào là ghiền nước mắm nè, ghiền ăn cơm trắng nè. Còn em thì không có thích ăn cơm, thích ăn giặt thôi à. Rồi anh còn thích kiến trúc của nhà thờ nữa chứ. Ê, còn cái gì mà em chưa biết về anh không? Mà hồi trưa nay á, nội nói cái gì mà anh đồng ý vậy? Em nghe thì em không hiểu gì hết, mà thấy anh có vẻ lo lắng. Không có gì đâu, có tài chuyện mình thôi mà. Mà em muốn đi, muốn biết gì anh hả? Mà biết làm gì, anh có gì hay ho đâu biết. Nhiều khi á mình không nên biết quá nhiều đâu, biết nhiều quá em sẽ sợ anh đó. Em không có sợ anh, em không sợ bất cứ điều gì hết. Ngoại trừ mẹ của em. Em xem mà sợ. Thì cái gì mà mình không hiểu rõ thì mình sẽ sợ. Mà có nhiều thứ em cảm nhận được, chẳng biết là có đúng hay không, nhưng mong là sai. Chắc chắn là sai rồi, mình không được nghĩ xấu mẹ của mình như vậy, biết không? Em có nghĩ xấu đâu, em đi làm ở trong công ty á, cũng chạy mấy công việc lặt vặt, đánh mấy cái hợp đồng mà người ta soạn sẵn thôi. Mẹ thích thì mày cho về sớm, còn không á thì năn nỉ cùng trò. Chắc chắn là cô Từ có lý do riêng của mình mà. Em thấy mình giống như là ở tù vậy đó, không có cái việc gì mà mình được tự quyết hết trơn á. Mẹ quay em giống như là con thoi, lúc mà mẹ cần bàn bạc việc với ai á thì mẹ cho em về sớm, còn không thì sớm hơn 10 phút cũng không được. Do em nghĩ vậy thôi. Cho em nghỉ hả? Giống như là ngày hôm nay vậy nè, lúc đầu là cho em về sớm, cái lúc sau lại không cho. Nhưng mà đến lúc á mà cần bàn bạc việc với kế toán á thì lại cho em về sớm. Em biết hết đó chứ, mà em đâu có thèm nói đâu. Mấy lần trước cũng vậy đó. Nếu không tin thì thôi, gọi em về công ty làm gì. Đã muốn nói thì thôi, nhắc lại chi, để bụng chi cho mệt vậy. Nè, uống nước của em đi. Công nhận á, chà chà này mua cũng ngon ghê chứ ha. Ngon hả anh? Mấy cái này nè, em nghe người ta nói á hả? À, trà chanh á là làm từ trái chanh đúng không? Nhưng mà cần gì mấy cái trái chanh đó đâu. Người ta đi ra ngoài chợ, người ta mua 1 kg bột hóa chất về là người ta pha được cả mấy chục thùng trà đây luôn rồi. Em giỡn thôi mà cha chánh Anh à, anh tính này sao đây? Thì tôi vẽ cái này từ sáng tới giờ đó. Tội. Cái này là ngày mai tôi phải nộp cho lớp đó. Giờ anh tính sao? Chị xin lỗi em. Xin lỗi. Giờ mình làm sao đây? Trời, xong rồi, em thông cảm nha. Tại vì bỏ lâu quá cho nên vẽ cũng hơi lâu chút Chạnh quá cha, có 2 tiếng mà kêu lâu. Mà anh có số điện thoại không cho em xin đi, mà anh có nhận dễ hơi không? xíu. Thôi, tự học đi. Thuê mướn cái gì?
quên chuyện vừa rồi đi được không? Anh muốn chuyện này chuyện kia rồi người này người kia nói ra nó vô mệt lắm. Từ từ anh sẽ kể cho em nghe sau. Nhưng mà anh có thể tin em được đúng không? Được, em hứa. Quyết định gì đi. Alo, nghe. Sẵn. Ok, chúc gặp nha. Anh, lấy đi cà phê với bạn em nha. Thôi, được rồi. Chỉ một chút thôi mà, tại nãy mình tốn thời gian cho cái việc đó quá chứ bộ. Nha. Thôi không được, nhưng mà phải về sớm ăn cơm đó, không nhà la. Cảm ơn anh, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Mọi giấy tờ tôi sẽ chuyển sang sớm. Cô yên tâm, chăm sóc cưới của cô vừa gấm vít chu đáo rồi. Ổn không chị? Ổn. Chị ơi, chị uống miếng sữa đi, chị đừng có sốt ruột. Cảm ơn em. Em thấy chị không có được vui. Chị chỉ hơi bực mình thôi. Cũng trễ rồi, em về đi. Chị còn phải xin phép một chút chuyện nữa. Rồi cũng về luôn. Dạ. Chú Tí Anh đâu rồi chú? Chú mới về đích thì đó. Anh làm việc được không chú? Cũng hơi khờ, nhưng mà trả tình lắm. Cũng nhiệt tình, ngoan ngoãn vừa có nghe lời nữa. Cứ yên tâm đi, có gì tôi dạy nó thêm. Dạ, có gì chú giúp đỡ ảnh giùm con nha. Dạ, vậy con về nha chú. Cảm ơn chú. Mấy đứa nhỏ đâu? Giờ này chưa thấy đứa nào về ăn cơm hết vậy? Dạ, hồi nãy Hoàng Anh gọi dự báo là không về ăn cơm. Còn mấy anh ở Minh Vũ thì... Dạ, có xin nội, xin mẹ thì chú con mới về. Xin nội, thưa cô, thưa chú. Ngồi xuống đi, nội chờ từ nãy giờ á. Đi đông phải canh giờ về chứ. Dạ. À chú à, chú để con mở cửa cho. Mà mẹ, sao mấy bữa nay ít thấy cô Xuyến quá vậy? Cô con đi hẹn gặp mấy bà trong tổ dân phố rồi. Dạ, con chào nội ạ. Con chào chú, chào cô, chào em. Em chào anh, ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy? Còn chọn trái cây nữa chứ. Anh khách sáo quá à. Để lát nữa em lấy em xây sinh tố cho anh uống nha. Mai anh. Sẵn bữa, ngồi xuống ăn cơm đi con. Dạ rồi ạ. Trời ơi, bữa nay ăn gà luôn. Gà luôn chứ sao, con nay có tin vui mà. Mà không biết vui hay buồn đây. À, con nhỏ ăn sớm nó về chưa vậy? Con chào chú. Trời, nhất thiện nhắc mặt đỡ quá. Ê, làm gì mà đi đâu mất tiêu vậy? Tôi mới vừa chơi ra tới trạm xe buýt là thấy ông mất tiêu à. Thôi, để tôi tự về chứ tự nhiên quá gian gái hoài ngại chết luôn á. Quỷ thần ơi, thấy anh. Dạ. Bữa nay cái miệng con biết nói tiếng ngại luôn hả? Chú này. Quỷ thần ơi, cái thằng này đó con, dân làm ruộng mà tin lời nó là bán lúa giống. Mà dân đi biển tin lời nó là bán thúng. Con coi chừng đó. Thôi,
con vô rửa tay cái chân rồi lấy thêm cái chén ra đây, chứ con trẻ cái máy sốt nó bào lát còn xương không à. Dạ dạ, dạ. Chú vô liền. Dạ. Mấy đứa lanh lẹ vậy nè tao thích. Nè. Có khách để chén cho nó. Sao mà chú? Ra đây con. Đói bụng muốn chết luôn á. Ăn được chưa chú? Ăn đi con. Cảm ơn chú. Ừ. Ăn đi. Mời chú. À, đó. Lâu lắm rồi hôm nay mới thấy anh qua chơi đó nha. Nội no rồi. Mấy đứa tự nhiên ăn nha, nội về phòng. Để con đưa ba đi. Quy, ăn tự nhiên nha con. Dạ vâng ạ. Anh cứ tự nhiên đi nha. Mà nhìn mặt anh á, là anh lại làm gì có lỗi với bà chị khó tính của em rồi đúng không? Không có đâu em. Anh Huy toàn giúp chị thôi. Em đây rồi. Thì anh cũng chỉ muốn giúp em thôi mà. Anh ăn xong rồi tự về nha. Hôm nay em hơi mệt. Em lên phòng trước đây. Vâng, cảm ơn anh. Cô ấy nóng tính thôi, cô không để bụng đâu, đừng có lo. Hy vọng là vậy. À, xin lỗi anh về chuyện hiểu lầm hôm trước nhá. Không sao, vui thôi, không sao. Mà lần này bộ anh gây ra cái lỗi lầm gì tày trời lắm hả? Cũng là chuyện công việc thôi. Nhưng mà không ngờ chị em lại giận anh lâu đến như vậy. Mà chắc là cũng lại hôm qua anh cứ khăng khăng rủ chị em đi xem phim, chị em lại muốn về nhà, cuối cùng anh lại để cô ấy leo cây ở trung tâm thương mại. Sao trùng hợp nhở? Ngày hôm qua em với anh Dũng hẹn đi coi phim nè, mà anh coi ở đâu? À, sau tám tầng. Ủa vậy hả? Sao không gặp Hoàng Anh ta? Chắc là chỗ đó đọc quá đó. Hôm nay ăn gà công nhận ngon ghê luôn á. Hai con là mừ, chứ đâu như hôm bữa mang tiếng mời mà mua có một con, ba người ai ăn ai nhìn không biết nữa. Chú nói con hả? Chứ lẽ tao nói tới anh, còn tao tự nói mình thì chắc tao khùng tao nói mình á. Chú nói con thì chú kêu tên con đi, chú cứ nói lòng vòng con đâu có hiểu gì đâu. Mà thấy hai đứa ăn ngon vậy, tao không có uổng công đi mua con gà chút nào hết. Nghĩ cho đệ bữa cũng không sao. Tí anh, tôi cho anh cái đùi gà nè, ăn đi. Cảm ơn nha. Gà tôi mua mà cảm ơn nó là sao? Vô lý hụng không? Chú, con tưởng là chú nhìn tụi con ăn là chú vui rồi chứ. Cái con nhỏ này. Ủa chú, vậy? Chú làm chú có chuyện gì vui vậy? Ê, đừng có đánh trống lãng được cái cánh đây. Quay cánh số 1 mà. Cảm ơn, gà đang nghĩ sợ. Tụi con cứ ăn đi. Gà này có người trả tiền rồi, hiểu chưa? Không phải chú đâu. Chú chưa ngủ hả chú? À, còn sớm rồi cậu. Chú đợi cô Xuyến về hả? À, đâu có. À, cũng có. Sẵn đợi khóa cửa luôn. Chú Phúc, chú để ý cô Xuyến phải không? Không, không có. Cậu đừng nói lung tung, kỳ cục lắm. Thôi, tôi đi ngủ trước đây. À, ôi dạ. Trời ơi, cô có bị gì không? Sao vậy, chuyện má đen? Đã là biết đi hay dấp mà còn đi trong tối nè. Người ta bị dấp rồi còn làm mềm nữa. Không biết ai làm mềm bằng ai nghe. Thôi, lo dịnh tôi nè, để tôi về về phòng coi vợ có bị gì không, chứ để bông gan là mai ngồi một chỗ luôn đó.
đau bỏ nhiều lắm. Từ từ, cô chừng dấp nữa bây giờ. Quang Anh, tôi có chuyện muốn nói với cô. Không, tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh. Rốt cuộc anh làm nghề gì? Ai đó, vô đi. Ủa, cậu ở đây hả? Tiện quá, tôi muốn gặp hai cô cậu đó. Dạ, tụi con xuống liền. À, vô đi. Con thưa nội. Ngồi đi con. Con chào nội. Con à, hôm trước Vũ có thuyết phục nội, nội cũng gật đầu để cho con làm hàng xuất khẩu nước ngoài. Anh chưa có nói cái gì cho con hết nội. Nó đã thuyết phục được nội, nội cũng đồng ý. Nếu mà nội không đồng ý, con cũng sẽ tiếp tục thuyết phục nội, sau đó vẫn âm thầm chuẩn bị các thứ khác, phải không? Con là đứa đâu dễ bỏ cuộc, nhưng mà tất cả những thứ con chuẩn bị đều vô nghĩa nếu mà chất lượng không được đảm bảo. Nội nó có đúng không? Dạ phải. Con xin lỗi vì đã tiến hành mà chưa hỏi ý nội. Con định chuẩn bị các thứ khác cho chu đáo rồi mới tiếp tục thuyết phục nội. Như vậy là con đặt nội vô chuyện đã rồi, phải không? Không sao, nội sẽ hướng dẫn cho con cách pha chế thế nào để giảm được nồng độ nhưng mà vẫn giữ được chất lượng và hạn chế tối đa chất phụ gia thực phẩm, nhưng với một điều kiện. Một câu hỏi có liên quan tới tương lai của nó. Sao? Con có muốn không? Nội, nếu như con không trả lời được thì sao nội? Nội vẫn tiếp tục cho Hoàng Anh làm chứ? Không. Nếu vậy thì con đồng ý. Được lắm. Rất quyết đoán và liều lĩnh. Nô hỏi con nè, con có biết nước mắm lú là gì không? Là thứ nội cất giữ trân trọng trong cái chỉnh đằng kia. Sao kỳ vậy? Đồ ăn sáng là vậy đó hả? Bận biểu lắm hả? Cho ăn sáng gì kỳ vậy? Bà muốn ăn vậy đó. Ăn bún, ăn phở hoài, riết nó ngán quá. À, lúc này á, ba đọc trên báo á, thấy cái chất làm trắng á, ba cũng ghê ghê. Hồi xưa đó, sáng nào hết ba muốn ăn cơm nguội á, có sao đâu. Dạ thưa ba,
con không biết ý này là của ý của ba. Nhưng mà nhà mình nào giờ á, phở khô nè, bún khô, hủ tiếu khô, con mua toàn ở siêu thị không à. Với lại con đâu có dám mua tươi đâu ba. Nghe nói là cái chất làm trắng nào đó như ba vừa nói đó, con cũng thấy ớn lắm. Cho nên con dặn Thắm á, mua các cái loại đó đó, mua trong siêu thị, có nhãn mác đàng hoàng cho chắc ăn. Ây da, thời buổi giờ ớn quá ba ơi. Chào nội, chào cô Tư. Con mời nội. Điệu quá ha. À con à, tự dưng lúc này á nấu gạo lứt, ý của con đó hả? Dạ, con đọc trên mạng á, thấy người ta nói là gạo lứt tốt cho sức khỏe của những người có bệnh giống như nội á nội. Cho nên hôm nay con thử coi sao. Từ đó tới giờ á, nhà mình ăn toàn là gạo loại một không à. Ý con là gạo đó không tốt cho sức khỏe ông nội hả? À dạ, con đâu có ý đó đâu. Chỉ tại con đọc trên web á, thấy người ta nói là gạo lứt có nhiều vitamin, giúp điều hòa tuần hoàn máu nè, giảm cholesterol trong máu nè. À, đặc biệt á là giảm các bệnh về tim mạch nữa. À, con đọc ba cái vụ này trên mạng rồi ba. Sở dĩ con không áp dụng là tại vì con sợ nó cứng, ba nhai không có nổi. Với nhà mình nó nào giờ ăn gạo trắng nước trong cũng đã quen rồi. Với ba ăn uống đâu có thiếu thốn gì đâu mà cần bổ sung thêm chất hả ba? Nhưng cũng không có lý do gì không tốt mà người ta khuyên mình nên ăn đâu con. Nghe cái mùi là muốn ăn rồi. Hồi đó đó, chưa có nghiên cứu á, mình theo cái hình thức mà tính tới thôi. Bây giờ á, sau khi nghiên cứu á, thấy hình thức đẹp á, thì mất chất. Thôi, để cứ mộc mạc như vậy á, mà nó tốt á. Dạ. Vậy ba còn nhớ nè, hôm trước có đứa nào nè, à, con Xuyến, nó lặt rau, mà tao thấy con sâu trong rau á, nó mừng quýnh à. Thấy con ngược đời không? Bây giờ cái dìa bóng bẫy á, là sạch sẽ quá cũng sợ. Cũng được đó, mềm, dẻo. Dạ, cái này á, tại vì con ngâm trước khi nấu á nội. Chứ mà bỏ vô nấu liền á, thì đúng là cứng như cô Tư nói thiệt á. À, cái này rang ra, nấu nước hay trà cũng tốt cho sức khỏe lắm đó nội. Để ngày mai con làm thử coi, biết đâu tốt cho sức khỏe của nội thì sao. Chu đáo quá. Không có con, chắc không ai biết chăm sóc ông nội đâu ha. Tối qua nội ngủ có ngon không? Ủa, sao sáng sớm mà nhà mình cũng ăn cơm nữa hả? Mà này là cơm trộn nước thịt hay sao mà có màu gì kỳ vậy anh? Đây là ý của Vũ đó. Vũ nó muốn đổi cái gạo này để cho mọi người ăn cho có chất. Con mời ba ăn cơm. Dạ con mời nội. Con mời nội. Con mời cơm. Dạ con mời nội. Mời mẹ. Cái này là gạo lứt đó em. Bây giờ người ta thường ăn gạo này lắm. Nghe nói là loại này tốt. Ăn cũng được ghê ha. Không có giống như vẻ bề ngoài đâu. Cũng được. Nói chung cái này chất lư. Ồ, mấy đứa ăn đi. Rồi nói hoài. Cái này không phải nước mắm của nhà mình. Sao con dám khẳng định như vậy? Nhà này làm gì ăn nước mắm với cơ sở người khác chứ? Con chắc chắn như vậy luôn. Thứ nhất là về mùi. Cái mùi này nhẹ hơn mùi nước mắm của mình. Nước mắm cá cơm cao đạm hay còn gọi là nước mắm nhĩ, nước mắm cốt y. Khi ngửi sẽ thấy mùi cá rất đậm như tôm hôi, do được ướp từ cá còn sói sói. Còn cái mùi khăm khẩm này hả? Con cảm giác như là nó được ướp từ cá cơm chết vậy. Nhìn thấy cái màu con càng khẳng định là con không sai. Màu nâu cánh gián là màu đặc trưng của nước mắm Phú Quốc.
chứ không phải màu vàng ống này. Sau cùng á là vị mặn nhưng không thanh, và cái hậu ngọt sau cùng cho thấy nước mắm nhĩ này không phải là nước mắm nhĩ của nhà mình sản xuất, mà là nước mắm của một đơn vị khác được điều vị và đặc chế là thư nội. Quá đỉnh! Thôi, em ăn nào cũng thấy giống nhau hết trơn á, mà em thấy nước mắm nào cũng giống nước mắm nào, chả khác nhau gì hết. Sao con dám khẳng định như vậy? Còn hỏi còn một câu nữa, nước mắm nào không dùng để ăn? Dạ, là nước mắm lú. Sao đi kỳ vậy? Bộ mình ăn như mình lú hả? Không phải ai cho nó lú đâu, mà là tên xuất xứ của nó. Lúc nhỏ chị cũng nghe nói đến, nhưng mà bây giờ hầu như chẳng còn mấy nhà còn nữa. Con thật sự không biết là nhà mình vẫn còn đó chứ. Vậy sao Vũ nó biết? Sao con biết được vậy hả Vũ? Dạ, tại có lần con hỏi về cái chỉnh ở trong phòng của ông á, mà nội nói là cái chỉnh này chỉ quý đối với nội thôi. Một lần khác con qua nhà Phú Quốc của mình á, cũng thấy cái chỉnh y chang vậy, mà đặt trên vị trí trang trọng đẹp đẽ. Con tò mò quá, cho nên con mở nó coi thử. Rồi con liên hệ với cái chỉnh ở trong phòng nội phải không? Nhưng mà con mở ra coi rồi con thấy sao? Trời ơi, con xém sặc luôn á. Thế, cái bình gì đó là cái chỉnh ở ngoài phòng khách, ở Phú Quốc đó. Nhớ rồi. Ủa em tưởng đó là do nội quý, cái nội trưng cho đẹp đó chứ. Bây giờ, nội tin á, là nội không nhìn lầm người. Ủa, ba nói vậy là sao vậy ba? Ba đã quyết định cho Hoàng Anh sản xuất cái nước mắm độ đậm ít để phát triển ở trong nước và xuất đi nước ngoài. Bởi vì công việc sắp tới rất nhiều và rất nhiều khó khăn, nên ba quyết định đưa Minh Vũ vô công ty để hỗ trợ cho Hoàng Anh. Nó sẽ làm ở vị trí giám sát sản xuất, chịu trách nhiệm và quyết định chất lượng của nước mắm. Nội sẽ chỉ cho nó bí quyết giảm độ đạm mà không cần tới chất phụ gia. Không, không được đâu nội. Con có lý do gì không chánh đáng hả? Dạ không, nhưng mà... Còn ai có ý kiến gì nữa không? Tốt. Vậy trước mắt á, con hãy thu xếp cái công việc cũ cho ổn thỏa đi. Bên cạnh đó, cũng làm quen với công việc mới. Nội biết, mặc dầu nội không có công bố, nhưng mà Hoàng Anh có thể sắp xếp được. Đúng không con? Từ bây giờ, Hoàng Anh sẽ lo phần ngoài. Minh Vũ đảm nhận chất lượng. Cô Tư con yểm trợ. Cứ vậy mà tiến hành. Giờ dạ, sao? Tôi không có ý định đến xa vậy đâu. Tôi biết. Tôi cũng không nghĩ anh được như vậy. Nè, ý cô là sao? Mà thôi kệ đi. Không quan tâm cô nghĩ gì cho mệt. Quan trọng cô làm gì làm. Đừng để gạo nó thành cơm mà ngang. Cái từ đầu á đã là gạo tạp rồi á, chắc chắn không thể nào nó thành cơm ngon được. Anh nói như vậy cũng không đúng. Tôi nghĩ ngay từ đầu, bản thân gạo cũng không biết mình ngon hay dở. Nếu không được nói trong cái nồi này, thì đáng lý ra gạo phải biết ơn người sành ăn mới phải. Tôi nói vậy có đúng không? Không. Phải cảm ơn người mua mới đúng. Tôi không có mua ăn. Chẳng phải bây giờ tôi chỉ thuộc quyền sai khiến của cô còn gì nữa. Vậy hả? Hay là anh vô công ty làm đi. Dù gì tôi cũng đang cần người. Cô có bị khùng không? Thì ngay từ đầu tôi cũng đâu có được tỉnh táo. Chú có nghĩ là chị Tư và Hoàng Anh sẽ vui vẻ đồng ý không chú? Không vui thì sao? Ý tôi đã quyết, không ai dám cãi.
Nhưng mà con thấy chuyện này cũng hơi đột ngột. Chắc là chú đã có ý định từ trước. Phải. Có nhiều thứ thằng Vũ nó làm cho tôi có cảm giác nó không phải là con cháu của nhà này. Nhưng càng ngày tôi càng bị nó thuyết phục. Nó là đứa thông minh, nhanh nhẹn nhưng rất là truyền thống. Phải chi tìm nó được sớm hơn thì cho nó ăn học đàng hoàng. Thì bây giờ nó đã khác rồi, nhưng bây giờ cũng không có muộn. Nhưng cái quan trọng là nó chịu nghe lời và chịu học hỏi hay không. Điều này thì hình như không có gì phải lo lắng Phúc à. Dạ, con cũng thấy vậy. Dạ, dạ. Dạ thưa ba. Ngồi xuống đi. Con định nói với ba về việc thằng Vũ phải không? Con phản đối việc ba đưa nó vào công ty. Con định phản đối ý định của ba hay sao? Dạ thưa ba, con không dám phản đối chuyện đó. Con biết sớm muộn gì ba cũng làm như vậy thôi. Nhưng mà... Nhưng sao? Có chuyện gì mà con lo lắng nữa? Con nghĩ lúc đầu mà ba giao cho nó công việc quan trọng như vậy á, liệu có ổn không ba? Hay là mình đưa nó vô công ty làm cho quen việc đi, học hỏi từ từ, rồi sau đó mình sắp xếp cho nó một công việc phù hợp giống như Mai Anh vậy đó ba? Ba thấy công việc mà ba giao cho nó là phù hợp với nó nhất rồi. Còn con Mai Anh á, lúc đầu nó không thích công việc đó, thì ép nó cũng không làm được đâu. Giả lại nó không có khiếu trong kinh doanh hay là sản xuất, khó lắm. À, con thì sao cũng được rồi ba. Nhưng con chỉ sợ Hoàng Anh nó buồn thôi. Nói cho cùng thì vị trí đó của Minh Vũ, quyền hạn nó cũng ngang ngửa với Hoàng Anh đó ba. Nhưng ba biết Hoàng Anh không phải là đứa nhỏ nhặt những chuyện đó. Giả lại ba thấy từ hồi thằng Vũ nó về, mối quan hệ anh em nó rất tốt mà. À, con chỉ mong như vậy thôi ba. Chứ từ đó tới giờ thì không có gì. Nhưng đụng tới quyền lợi thì có vấn đề đó ba. À ba, con còn nghe nói cái việc giao vốn của Hoàng Anh nó không có tiến triển gì. Vậy thì làm sao mình triển khai trong việc kinh doanh được ba? Vậy sao? Chắc là thời gian qua nó nhiều việc quá nên không có tập trung giải quyết vấn đề cụ thể được. Những gì cần khuyên ba cũng đã nói hết cho nó rồi. Kệ này có một Vũ vô lo sản xuất, nó chỉ lo mở rộng thôi. Anh em nó hợp tác nhau làm chắc cũng là ổn thôi. Bên cạnh đó có con mà. Con, ba nghĩ cũng đã tới lúc mình phải buông tay từ từ để cho nó tự lập cho con ạ. Dạ. Chị ơi, vấn đề bên ngân hàng á, chị tính sao rồi? Ở bên đó gọi, nói là mình bổ sung hồ sơ để tiến hành giải ngân sớm. Vậy em có chuẩn bị những thứ họ cần đi. Dạ. À mà chị, về nguồn muối sản xuất á, thì theo như báo cáo, đợt này những đơn vị cung cấp muối cho mình, họ chuyển qua làm nhanh, không làm theo kiểu truyền thống nữa. Nên là ở dưới đề xuất, mình nên lấy muối từ Kiên Giang. Mà em thấy cũng hợp lý, từ Kiên Giang vận chuyển qua Phú Quốc á, cũng gần mà chị. Liệu có đủ sản lượng không? Dạ đủ chị. Được rồi, em cứ cho tiến hành đi. Dạ. Với lại á, bên phòng thí nghiệm họ hỏi á, là bạn đánh giá báo cáo mẫu mới mình có chưa? Chị chưa làm xong đâu. Chắc là bữa nữa sẽ có người phụ trách sản xuất, chị sẽ bàn giao cho người ta. À chị, mình có người mới hả chị? Ừ. Vậy là sẽ vô vị trí trưởng bộ phận sản xuất hả chị? Em nôn gặp người mới quá. Nôn gì? Người này em biết mà. Hả? Trời ơi, anh đẹp trai phong độ gì mà chưa bạn gái hả? Anh nói thiệt không, đừng làm em sốc nha. Mình có thể thay đổi chủ đề được không dạ? Hay anh là bạn trai em nha. Anh ra ngoài chút nha.
Hai đứa cứ tự nhiên đi. Anh. Ê, tao cũng uống được không mày? Mắt nhở tao, có bạn lên thì nhào vô. Giỡn thôi má ơi. Mà hình như mày kết ông phải không? Điên hả? À, anh họ tao mà. Thôi đi má, nghĩ kỹ rồi đi ai điên. Nhìn cái bản mặt mày nhìn ổng là tao biết rồi. Mà mày với ổng đâu có ruột rà gì đâu, mắc gì không được. Mà hình như thấy ổng quen quen với mày. Gặp ở đâu rồi? Quen lắm luôn. Rồi thàm nữa. Đâu ra vậy bà? Không, tao nói thiệt mà. Quen dữ lắm. Để tao lục lọi trí nhớ lại cái. Mày ăn. Mày ăn. Thôi vậy à, mày lấy cái gì? Không lo làm việc, ngồi mơ mộng nữa không à? Con đâu có việc gì để làm đâu. Quy trình sản xuất gồm bao nhiêu khâu và khâu nào là then chốt? Con không có biết, mẹ điều hành mà. Không biết gì lo học hỏi đi ha. Mai mốt người ta dành cái chỗ ngồi của mình á, ở đó mà khóc. Ừ? Sao mày khóc? Trời ơi, lúc đó con còn phải cảm ơn người ta rối rít nữa chứ. Con đâu có thiết tha gì chỗ này đâu mẹ. Đúng. Mẹ, nãy có cái anh gì ở Phú Quốc á, gọi điện kiếm mẹ. Có chuyện gì không? Con nói là không có mẹ cho nên là người ta nói sẽ liên lạc lại sau. Rồi ạ, con nói gì thêm nữa không? Đó. Mà trưa rồi con đi ăn trưa nha. Ăn cả ngày. Lo làm việc đi. Alo. Anh đây. Gọi em có chuyện gì không? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì chuyện gì chứ? Anh xin lỗi thật mà. Em không giận hờn gì anh hết. Em thừa biết đó là ý tốt của anh. Em không thích kiểu bất ngờ như vậy thôi. Anh nuôi em bao nhiêu năm nay, không lẽ cái chuyện nhỏ xíu như vậy mà anh không hiểu sao? Thôi, anh biết rồi mà. Anh xin lỗi. Anh sợ nói trước em sẽ không đồng ý. Nhưng chiều nay em vẫn đi với anh chứ, đúng không? Em nói thì em sẽ làm. Bây giờ em bận nhiều việc quá. Ê. Ủa Tí Anh. Ủa? Sao anh làm việc rảnh quá ngồi đây? Nó ở đâu ra vậy? Thì tôi thấy á, cũng đi qua đi lại, tôi ngồi đây một xíu. Còn nó hả? Ở bên tiệm thú y kế bên nè. Hôm bữa hả, vừa thấy nó một cái tôi bay ra tôi làm quen liền. Mà nó thích tôi lắm nha. Ngày nào cũng qua đây thăm tôi hết trơn á. Hôm bữa dữ lắm, mà giờ dậy riết á, quen à. Hay quá. Ê, nó nghe nè, có khi nào á mà anh chơi nó thời gian cái anh kêu chứ chó ơi chó, cái nó kêu dạ anh tí anh không. Trời ơi, lúc đó hiểu lầm chết luôn à. Nè, lo làm việc đi á, cứ ngồi chăm chó hoài, sếp biết sếp đuổi việc ráng chịu à. Chị yên tâm đi, tôi biết rồi, tôi mà làm việc là nó ngồi kế bên nó đợi tôi vậy đó. Thôi làm việc đi nha, tôi đi trước à. Chào đi, chào đi. Nhanh nó vô làm việc không bị đuổi vậy. Không biết có cái gì ở trỏng mà coi từ sáng tới giờ không biết mệt nè. Bộ của người đó tặng hả? Rồi sao? Quý dữ quá ha. Có mấy cái trang hình nè, làm như có giá lắm vậy đó. Rẻ rề chứ gì. Làm như có 1 không 2 cũng bằng.
Quý chứ sao quý, của người ta tặng mà. Quý là quý ở tấm lòng kìa, chứ vật chất thì bình thường thôi. Ủa, bộ ai kia thích vật chất hay sao, làm gì soi mói hoài vậy? Nhưng mà cái này là của tôi mà ta, có ý kiến cò làm gì? Ngày qua cô đi cả ngày tôi thấy ở nhà im ấm quá trời. Nè, anh kiếm chuyện với tôi đó hả? Cái chân tôi mà không bị đau á, sức mấy tôi ở nhà nói chuyện với anh. Ủa mà sao anh ngộ quá vậy? Nhà của tôi muốn ở ở, muốn đi thì đi, mắc mớ gì tới anh? Anh muốn đi á thì anh đi luôn đi. Được rồi, khỏi đuổi. Từng tới tôi đi rồi. Mừng còn không kịp nữa. Nhớ đó nha, khỏi có ai để cô nhờ vả. Ủa, bộ tôi không kiếm người khác được hả? Anh nghĩ làm sao vậy? Người như anh hả, đầy ngoài đường, quơ một cái vô cái đống luôn á, làm như có giá lắm không bằng. Nè, nói nhớ giữ lời à nha, mai tôi mua gà ăn mừng.